Thưa quý vị các bạn, phát triển thương hiệu luôn đồng hành với quá trình đi đến thành công của doanh nghiệp, công ty. Gây dựng được thương hiệu uy tín trên thị trường trong và ngoài nước là mong muốn của tất cả các doanh nghiệp. Những hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp của tỉnh Đồng Tháp trong việc giúp các doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp sẽ là nội dung chính được truyền tải trong các phóng sự của chương trình. Thưa quý vị các bạn, trên địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, lĩnh vực cơ khí chế biến nông cụ đang được các doanh nghiệp tập trung đầu tư và từng bước tạo được sự tín nhiệm với khách hàng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu của các tỉnh lân cận mà một số máy móc nông cụ đã có khả năng cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu. Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp khu vực phía Nam tập trung nhiều cho việc triển khai và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Các nguồn vốn hỗ trợ từ khuyến công cho doanh nghiệp đối với máy móc và công nghệ được ưu tiên và liên tục tăng. Nhờ đó, năng suất và chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn không ngừng được cải thiện, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, mang lại sự tăng trưởng bền vững trong sản xuất công nghiệp nông thôn ở địa phương. Ở Đồng Tháp, hoạt động này chiếm tỷ lệ gần 70% tổng kinh phí hoạt động khuyến công. Với gần 10 năm thành lập và phát triển, công ty sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng trở thành một trong những đơn vị thành công trong lĩnh vực cơ khí nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Thế mạnh của công ty là nghiên cứu và chế tạo máy hút thổi nguyên liệu rời cho các dòng nguyên liệu như chấu, lúa, gạo, cám, cà phê, xi măng. Hệ thống thổi liệu và cân định lượng của doanh nghiệp đã được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp. Hỗ trợ cái giống khuyến công mình được 2 lần, một là khuyến công của tỉnh, hai là khuyến công quốc gia. Thì với cái tiền mà hỗ trợ thì so với cái mức đầu tư công ty thì hiện giờ nó không có là bao nhiêu, nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là được cơ quan, tất cả các cơ quan nhà nước quan tâm tới hỗ trợ, cái đó giống như là một cái động lực tinh thần để khích lệ công ty. Tận dụng nguồn lao động tại địa phương, công ty sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, liên tục đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ công nhân. Sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận, tính trách nhiệm cao cùng những giám sát kỹ thuật làm việc nghiêm túc, cẩn thận đã giúp Tây Đô tạo nên những sản phẩm hoàn thiện. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các đơn vị công nghiệp nông thôn trên địa bàn Đồng Tháp đã chứng tỏ hiệu quả đầu tư từ các nguồn kinh phí khuyến công. Trong những năm qua, hoạt động khuyến công của tỉnh Đồng Tháp đã đi vào chiều sâu, dành nhiều ưu tiên hỗ trợ các dự án có tiềm năng phát triển trong sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, chương trình khuyến công đã được triển khai tại khắp các địa bàn trong tỉnh. Số lượng đề án tăng với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với nhu cầu và khả năng của đơn vị thụ hưởng, đem lại hiệu quả thiết thực cho cơ sở sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị, tạo ra các sản phẩm uy tín, tạo thương hiệu bền vững trên thị trường. Những cái chương trình khuyến công, đặc biệt là các cái chương trình xúc tiến thương mại, thế rồi các cái chương trình hỗ trợ các cái doanh nghiệp về mặt thông tin, về mặt kỹ thuật, thậm chí kể cả hỗ trợ về mặt tài chính trong một cái trường hợp nhất định, thì tôi rằng đó là những cái chương trình hỗ trợ của chính phủ và rất là có tác dụng rất là tích cực đối với các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, phát triển thương hiệu là dựa vào sự lớn mạnh của thương hiệu trong thị trường mà tiến tới mở rộng kinh doanh, làm tăng độ uy tín, tin cậy, chất lượng cho sản phẩm, đồng thời cũng tạo ra được thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh đa dạng hơn. Chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.